Mỗi năm đường về miền Tây vào dịp cuối năm luôn xảy ra tình trạng kẹt xe ùn tắc, nhất là các cây cầu nhỏ hẹp. Tuy nhiên một tin vui cho người dân miền Tây chúng ta là năm nay, cảnh chen chúc ùn tắc phần nào sẽ được giải quyết khi các cây cầu được mở rộng. Hiện tại trên công trường, các công nhân kỹ sư đang cố gắng ngày đêm để kịp hoàn thành tiến độ trước khi bước sang năm 2021, giúp người dân về thăm quê và lưu thông dịp lễ Tết không phải chịu cảnh bị ùn tắc và kẹt xe. Và ngay bây giờ, Mai Anh xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh mới nhất vừa được nhóm phóng viên chương trình ghi nhận. Đây là những hình ảnh chúng tôi vừa ghi nhận tại cầu Mỹ Quý thứ 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tại đây gần như toàn bộ công trình đã hoàn thành. Các công nhân chỉ cần thi công vài công đoạn như bó xỉa, giải phân cách, hành lang an toàn, kết nối đường dân sinh. Cách đây thì khoảng chừng mấy năm trước, rất 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 giả. Xe cộ kẹt tới chặt luôn, và nhất là mấy ngày lễ nha. Xe kẹt chứ mà nó không còn phải nói diễn tả nữa, khoảng 1-2 cây số đó. Nhưng mà khi có cái gì cái cầu này, dân không phấn khởi lắm. Nhưng mà mặc dù mà có cái thiệt thòi do dân nữa, dân cũng không tội nguyện. Trời ơi, đâm xe cũng như là con chim mà trong lòng nó bay ra vậy đó. Nó phấn khởi đâu gì đâu đó, phải không? Còn tại cầu Rạch Miễu thứ 2, công nhân cũng đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối cùng. Do cái đường cũ, quốc lộ 1 cũ của mình nó bị hư hỏng và xe cộ qua cầu là chậm, dẫn đến ùn tắc giao thông kéo dài. Từ khi thông được cầu Rạch Miễu này thì hiện tượng ùn tắc giao thông ở trên cầu Rạch Miễu qua quốc lộ 1 đoạn 1A là không còn nữa. Và hiện tại nhà thầu chúng tôi là đang tiến hành khẩn trương đốc thúc nhân công để hoàn thành sớm công trình trong vòng 1 tuần đến 10 ngày nữa. Hiện cầu Mỹ Quý và cầu Rạch Miễu được mở rộng bề rộng mặt cầu lên 21 mét bằng với bề rộng mặt đường nhằm xóa bỏ điểm nghẽn trên quốc lộ 1.